Cuối tuần thì bên em Tùng lại lên mẫu mic không dây JBL KMC8 để phục vụ anh em chơi những dịp 30 tháng 4 tháng 5 đấy ạ. Cái dòng mic JBL KMC8 được khá là nhiều bác quan tâm bên cả nhà em cũng như là đánh giá rất cao với mẫu sản phẩm này. Hiện tại thì bên em đang bán với mức giá là 1 triệu đồng một dòng mic JBL KMC8 này. Quá rẻ với một dòng mic không dây rồi. Tiếng chất lượng thì em đã làm những video rất là chi tiết về tiếng chất âm rồi là cho các bác xem về mặt hình thức của dòng JBL KMC8. Ngày nay thì tiện đây thì em cũng làm lại một video nữa để gửi tới cho anh em khách hàng đã và đang quan tâm đến cái dòng sản phẩm JBL KMC8 mẫu mic không dây gia đình này. Dòng sản phẩm này thì các bác đã được nhìn thấy ngay về mặt hình thức với thiết kế là hai đèn LED cho hai cổng mic và có xét lại được tần số của dòng mic JBL KMC8 này. Trên thị trường thì có cái dòng mic nó cũng nhai nhái giống dòng JBL KMC8 bên em Tùng đang bán, nhưng với mức giá rẻ hơn và không có tính năng xét tần số. Để anh em lưu ý giúp em. Và màn hình trước thì nó có thể là giống nhau khoảng đến 99%, nhưng mà có một cái nút xét ở đây. Như các bác nếu như mua cái hàng rẻ ấy, khoảng tầm 700-800 nghìn ấy, thì các bác không xét được cái lại tần số này. Có nghĩa là cái bộ đồ thu nó luôn luôn ở chế độ hoặc định rồi, và cái hàng đấy thì nó kém chất lượng hơn so với JBL KMC8 bên em khá là nhiều. Nên anh em lưu ý mua những cái hàng mà nó rẻ một chút nhưng mà về cái chất lượng nó sẽ không được đảm bảo đấy là một cái điều đương nhiên rồi. Còn là dòng JBL KMC8 này bên em thì bán rất là chạy rồi, rất là chạy, được rất nhiều anh em ủng hộ và cũng đánh giá rất cao dòng mic này. Mặc dù là một trong những dòng mic giá rẻ thôi nhưng mà tính chất lượng âm thanh của JBL KMC8 thì em đánh giá ngang ngửa so với những cái tầm tiền khoảng tầm 1,5-1,7 triệu cái dòng mic không dây ở thời điểm hiện tại đấy. Không biết anh em đã được thử trải nghiệm mà dòng JBL KMC8 hay chưa. Bây giờ thì cùng với em thử lại một lần nữa với dòng JBL KMC8 phong hoa gia đình đó nhá. Với hai dâu anten ấy. Nhưng mà cái dòng mic này được có một cái đặc điểm rất hay, đó là hai dâu anten của cái dòng mic này được gắn liền nhưng bắt sóng cực kỳ là xa quá, bắt sóng rất xa luôn. Em cũng có một video em mang ra ngoài trời em test với cái dòng JBL KMC8 bắt 6-7 mm, ngang ngửa với những cái dòng mic đi làm sự kiện anh em ạ. Đấy, các bác thấy nó hoành tráng như thế nào với cái dòng mic này chưa? Phần tay mic của JBL KMC8 thì được thiết kế mang kiểu dáng công nghệ rất đẹp mắt. Những cái dòng mic hiện đại và cao cấp ấy, thì nó sẽ có thiết kế giống như này. Em JBL thì nó đã có một cái thiết kế như thế này rồi. Em nghĩ là một số bác nếu như mà chúng ta chưa biết, chỉ cần nhìn qua tay mic thôi thì lại nghĩ rằng đây là một trong những cái dòng mic cao tiền, đắt tiền đúng không ạ? Và đúng như vậy, bởi vì cái thiết kế như này thì hoàn toàn xứng đáng thôi. Nếu như mà là những cái dòng chuẩn xịn của JBL thì giá tiền nó rất là cao rồi, em không nói đến. Còn những cái hàng mà loại 1 như thế này thì giá thành 1 triệu đồng em nghĩ là hợp lý để có bao nhiêu em chơi hay trải nghiệm pháo hoa gia đình rồi. Bây giờ thì cùng với em thử một lần nữa với chất âm của JBL KMC8. Em đã ghép trực tiếp với cái dòng vang cơ mới về bên em, RS Plus 15 này, dòng của Tabashi, để em test xem là với cái dòng mic JBL KMC8 liệu nó có kén trang thiết bị âm thanh hay không. Bởi vì em đã test qua rất nhiều những cái mẫu vang khác nhau rồi, em thấy là dòng mic này thì nó luôn luôn cái tiếng nó vẫn giữ được như thế, nó không bị chi phối bởi những cái dòng vang khác. Bây giờ thì cùng với em thử cái dòng Tamashii LS15 Plus và kết hợp với JBL KMC8 mẫu mic bán chạy nhất bên em này. 1 2 5 6 7 8 9 7, 1 2 5 6 7 8 9 7, 1 2 5 6 7 8 9 7, 1 2 5 6 7 8 9 10. Alo. Ok, về tiếng chất lượng anh em đã test qua cho anh em thấy rằng dòng JBL KMC8 tiếng rất khỏe đúng không ạ? Tiếng thanh rất dễ hát như thế này. Và đấy là nó không bị chi phối quá nhiều so với những mẫu vang cơ. Chúng ta ghép nối vào cái dòng này thì nó giữ được tiếng chất âm rất tốt. Để anh em có thể ghép nối với lại âm ni này, các bác có thể ghép đối với những cái dòng vang khác mà nó không bị kén. Hơn nữa thì không có hiện tượng rú rít xảy ra khi chúng ta sử dụng một con mic giá rẻ như này. Nhiều khi anh em sẽ lo rằng là khi chúng ta mua mic giá rẻ về ghép nối trang thiết bị khác thì sẽ có ngay hiện tượng rú rít, chúng ta phải ngồi cách xa. Nhưng các bác thấy không ạ, em test rất gần loa rồi mà không có hiện tượng rú rít xảy ra, chứng tỏ rằng JBL KMC8 này cũng có chống ong, cũng có cái chế độ chống hũ ổn định ở trên thân máy, nên là anh em chơi phòng hát gia đình với dòng JBL KMC8 này cũng khá là hiệu quả. Và giá thành em nhắc lại một lần cuối cùng cho anh em, thì hiện tại thì bên em vẫn đang để giá rất tốt rồi, 1 triệu đồng thôi một dòng mic không dây giá rẻ và vô cùng chất lượng như thế này. Các bác đừng bỏ qua cái cơ hội này để sở hữu cho mình con JBL KMC8 phục vụ những cái ngày lễ cuối tháng này, 30/4, 1/5 anh em nghỉ lễ, anh em có luôn một con mic không dây gia đình tuyệt vời để chơi phòng hát gia đình các bác nhá. Video của em xin dừng lại tại đây. Anh em muốn mua mic không dây JBL KMC8 liên hệ ngay em Tùng để được mức giá tốt nhất 1 triệu đồng với JBL KMC8 các bác nhá. Xin chào các bác.